Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm Bca chiều nay 1 tháng 12, Trà Vinh không phát hiện ca mắc mới COVID-19. Trong 240 ca mắc mới ngày hôm nay, huyện Trà Cú có 106 ca, trong đó có 69 ca trong cộng đồng. Thành phố Trà Vinh có 56 ca, trong đó có 53 ca trong cộng đồng. Quyện Cho Thành 21 ca, trong đó có 15 ca trong cộng đồng. Quyện Cầu Kè 14 ca, trong đó có 10 ca trong cộng đồng. Quyện Càng Long 11 ca, trong đó có 7 ca trong cộng đồng. Quyện Dương Hải có 11 ca được sàng lọc trong cộng đồng. Quyện Tiểu Cần 8 ca, trong đó có 4 ca trong cộng đồng. Quyện Cầu Ngang 7 ca, trong đó có 3 ca trong cộng đồng. Thị xã Dương Hải có 6 ca được sàng lọc trong cộng đồng. Như vậy, trong ngày 1 tháng 12, tỉnh Trà Vinh phát hiện 240 ca mắc mới, trong đó có 178 ca phát hiện trong cộng đồng, 37 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung và 25 ca phát hiện trong khu phong tỏa. Có 110 ca đã tiêm 20 vaccine, 40 ca tiêm một mũi vaccine. Chiều qua và sáng nay, có thêm hai trường hợp tử vong. Trường hợp tử vong thứ 48, bệnh nhân NTN là nữ, sinh năm 1955, có địa chỉ ở ấp chợ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Bệnh nhân tử vong lúc 21 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do nhiễm virus SARS-CoV-2. Trước đó, bệnh nhân có bệnh nền suy thận mạng giai đoạn cuối. Trường hợp tử vong thứ 49, bệnh nhân KTV là nữ, sinh năm 1953, có địa chỉ ở xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Bệnh nhân tử vong lúc 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 tại bệnh viện giải chiến số 1 do nhiễm virus SARS-CoV-2. Trước đó, bệnh nhân có bệnh nền tăng huyết áp. Tính đến ngày 1 tháng 12, toàn tỉnh Trà Vinh có 8.305 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 3.235 trường hợp, có 49 trường hợp tử vong.